Hello, tất cả bạn đã trở lại với channel của mình. Thì trước mắt các bạn đây đó là một tựa game có tên là Long Phụng Đấu và nhà phát hành đó là VTC. Ok. Nhắc tới VTC thì mình có một số game mình từng chơi, mình cảm thấy là những đa số là những game tựa game của VTC, đa số là những game đó nó tồn tại không quá lâu, số lượng người chơi không quá đông. Ok, lắc luôn rồi. Ê, đợi mình lát nha. Đợi mình lát. Mình có thể lấy ví dụ như là game Lumia Saga. Thì đa số anh em nghĩ game khá là nhiều. Game nó mới ra cách đây 3 tháng. Hiện tại đang mở 8 server. Và số người hiện tại ở server đã gộp luôn rồi. 3 tháng gộp server luôn rồi. Mình cảm thấy như một số game như đua xe trên máy tính. Còn nó đóng cửa server luôn rồi. Mình không biết là đua xe đó là cái thuộc quyền của VTC không, nhưng đại số một số tựa game như đột kích đua xe là của VTC phát hành à. Và mình thấy VTC làm những tựa game mobile cảm thấy nó không quá ăn khách. Ok, game này hiện tại đang có 20 server. Ok, vô mình đang mình hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái con game này. Chúng ta không thấy bạn cãi về cái mức độ này gọi là đẹp của cái con game này. Chỉ có hai phá thôi. Hai phá thôi. Cầm kiếm với cầm cầm kiếm như pháp sư các bạn ơi. Rồi. Phạm Nguyên, không cần lấy cái tên này đi. Kiếm mình khá là ngầu. Vô. Long Phụng Đấu. Thì mình từng đã chơi những game như Tân Giang Hồ Truyền Kỳ nên mình cũng có một số kinh nghiệm mấy game này, không có gì xa lạ đối với mình. Ok, đẹp đấy, được. Game này rất thích hợp cho những anh em nào mà dạng như muốn chơi theo cái kiểu mà cưỡi rồng cưỡi phượng bay đẹp nhá. Đây đây là event tặng NB bắt đầu. Ui, tốn tiền rồi. Đây là nạp 20k. Nạp 20k bạn sẽ có một món ngộ trang khá là đẹp. Một món ngộ trang khá là đẹp. Nhìn khá là ngầu lòi. Một cái đao bật. Một cái đao một cái đao tu vi 11.000. Chứ nó không có đao bật. Ok. À đây bật một. Đang lượm đồ. Ok. Rồi mình sẽ nói chung chung về cái hệ này. Thì đầu tiên là mình cái gì mới đi đánh giá như ông nội, mấy ông phải coi để người ta coi cái game như thế nào mới đi đánh giá chứ, nó bắt tôi đánh giá liền à. Ok, đồ như nó gơi e trên quái đúng không, quái đứng yên cho đánh luôn hả, quái hiền vậy, quái hiền anh em ạ. Không, mình nghĩ là mới vô liền vào đầu á, mình sẽ được thần linh chi chở, mình sẽ không bị chết. Mới cấp 1, cấp 2 mà. Mình trước mắt là thấy game mình lên cấp khá là lâu. Nãy là làm 3-4 nhiệm vụ rồi, vẫn chưa lên cấp 2. Nhưng không sao. Một khi mà đã review thì phải review cho nó tới. Đây là phúc lợi nha anh em. Nó đang tải cái tài nguyên. Này nghĩa là mình tải mấy cái phụ bản đồ này nọ. Chúc mừng mở server. Ok, què thấy cũng không có nhiều là quá thấy con boss. Mình lấy con boss nha các bạn. Quầy, boss của tôi gần chết luôn à. Đây là cộng đồng nè. Vào Facebook. Thôi, vút vô mấy cái code chứ gì. VIP. Đó mình cho anh em coi là con biết hả? VIP. VIP. VIP thì nó chỉ có VIP 4. Các bạn chỉ có một cái con chiếc xe khá là đẹp. Mình nghĩ là VIP 4 nó rơi vào tầm mấy trăm ngàn thôi. VIP 5 triệu rưỡi, VIP 4 nó tầm triệu anh em ạ. À. Ừ. Ngày xưa mình cũng chơi Anh Truyền Kỳ, VIP 6 là 2 triệu rưỡi. Ừ. Nên cũng không có cái gì mà quá xa lạ với mấy cái game này. Ok. Mình chỉ review cho anh em nào mà dạng như là điện thoại yếu á, tải game lâu á. Anh em thấy game này hay anh em muốn chơi thử nhưng mà em sợ là vô chơi không hợp thì anh em cứ việc lên kênh mình. Anh em có game gì mà cảm thấy như nó cần một lời giải đáp thì cứ nói mình.
điện thoại mình RAM của nó không quá lớn, chỉ có 128GB thôi, và bộ nhớ của nó RAM 8GB. RAM 8GB thì con chip chip gồng 720, nên đa số là tất cả các loại game thì mình đều có thể chiến được. Ok, đây là đây tiên chủng, tiên chủng chỉ có tiên chủng về chủng vật thần chủng. Ok, ôi là chiến ở trang bị thôn phệ này, mình nghĩ là những cái trang bị mà nó không xài ném vô đó. Vâng, nhìn khá là đẹp, quay nhìn chưa giống với bên rồi, chưa có một cái tựa game. Nếu em nhìn gồng này nhớ là ông game là khí phách anh hùng, cái bộ chiêu nó vậy á, không dùng chiêu được, không thể dùng được vậy. Ok, test chiêu các bạn ơi. Ui, gồng bay lên trời luôn rồi. Ô, nhìn nè, nhìn nè. Ô nhìn nè anh em. Ô, nhìn vui vậy, coi nè. Ô, bay lên nè. Ô chiêu đi anh em ơi. Giờ mình đánh liên quân á, nên mấy cái giao diện combo chiêu mình không có làm được. Game này rớt đồ y chang như Tân với Ngô Chi Kỳ, rớt đồ e cũng rất là nhiều. Nè 20k được một cái món vũ khí. Nhưng mà mình không có ý định là muốn ở lại game này, bởi vì công việc mình khá là nhiều, không có thời gian các bạn. Mình review thôi chứ mình không có muốn ở lại bất kỳ một game nào quá lâu. Vậy cho lúc đầu mình sẽ review về cái gọi là cái đồ họ, cái bộ chiêu thức, cũng như là những cái đường lối kinh nghiệm biết này nọ, thì nó cũng sẽ hiện ra một số thứ mình sẽ nói với các bạn luôn. Ok, phúc lợi thì nó đang phúc lợi nó vẫn đang tải, các bạn tải xong rồi nó sẽ tặng cho bạn mớ đồ đó. Code game đã một lát mình đi tìm, mình đi tìm phía bên nhà phát hành coi để coi có không, có thì mình để lên trên clip luôn. Mình là mình không có gì hết. Trang bị khá là nhiều. Đây là cái gì? Đây là thẻ kinh nghiệm. Ok. Mở 4 skill luôn rồi. Tính ra game này nó mở skill nhanh hơn mấy game khác. Hôm qua bữa review game kia đánh chết luôn, mày mở skill chưa xong. Game này lên level khá là nhanh. Boost X0 có nghĩa là server này mới mở anh em. Boost X0 có nghĩa là mới mở. Nếu mà là boost X3-X4 á, nó sẽ ghi một dòng là cấp hiện tại của bạn thấp hơn cấp độ hiện tại của server, nhận thêm kinh nghiệm. Nhưng riêng cái này nó vẫn đang không có gì hết, có nghĩa là Hello anh em ạ. Mày à? Mày dựng đài à? Thì mình nói thiệt chứ các bạn luôn á, là có một số tụi game người ta có mic nói chuyện đó là bình thường, nhưng cũng có một số tựa game thề rằng nó đừng đợi cái mic, anh em thấy không, mic game alo đó vẫn không hiện một cái gì hết nè, mic game thôi hả đây. Vãi cái đèn cấp 100 mới được chat. Ok, cấp 100 mới được chat đúng không? Vậy là mình tạo một cái đội. Đi vô đó chat, vô đó mới thử. Ok. Đội nè. Ôi dạ, hello anh em nha.
Đường này, đường này, đường này. Ok. À, chắc nên là mình chắc làm game rồi anh em ạ. Game này vẫn có mid nha các bạn. Nhưng mà cái mid nó đòi hỏi level 100. Hồi nãy á, mình chắc cơ thế giới á, không có được. Ok, lỗi của mình. Thoát đội đi. Đó. Bất kỳ tựa game nào mình review đều stick cái mid. Như game Tân Giang Hồ Truyền Kỳ là mid không có nói chuyện được nha. Lâm Me Sega là không có mic. Và một số tụi em khác mình từng review trên kênh của mình á, có một số cái không có mic, không có mic khó giao tiếp. Và mình sẽ review từng cái để anh em có thể nào mình biết rõ nhất về game có thể, trước khi các bạn tải gì rồi bạn không ưng ý. Okay. Lỡ chuyến đò các bạn tải game gì mệt chứ vậy, quay online. Ok, nhận cái đôi giày vậy, giày baby. Đây là thưởng thăng cấp, lên cấp nó tặng vàng khó các bạn ơi, vàng khó game này khá là nhiều. Ok, nghe nói là game này nó đồ bậc 6. Đồ bậc 6 thì mình nghĩ là nếu nâng là bậc bậc 7, bậc 6 3 sao chắc phải cần mấy món đồ nữa. Bởi vì những món đồ mà nó hiện 2 sao 3 sao á, muốn nâng sao cần hai món đồ đỏ cấp 1. Đâu? Cần hai món đồ đỏ, đồ cam 3 sao để nâng lên thành 3 sao đỏ. Mấy cái đồ đó mình bình thường á, mình hiểu rõ ràng rồi, bình thường. Ok, đây là ảo hóa. Đây là thú cửa nha các bạn. Đây. Nhìn đẹp quá, chụp hình lại đi anh em. Ok. Cho em với lại. Nâng nhanh đi. Nâng nhanh nó sẽ đỡ bên tay trái nha. Còn nâng bình thường nó ở tay phải. Chỉ có một cái con SP. Con SP này nó nằm ngay chỗ này nè các bạn. Con SP này thì khi các bạn trang bị vô á, khi hết hạn á, bạn phải gia hạn lại. Chắc là gia hạn lại bằng ấy á. Chắc là gia hạn bằng kêu nguyên bảo. Nhân vật nhìn khá là đẹp. Nhân vật nhìn khá là đẹp. Đây, đây là trang phục nha các bạn. Nhìn khá là đẹp. Nhìn gọi là nghe gì vậy nè nọ, nhưng mà cái chỗ lực chiến á, cái chỗ lực chiến á nó che mất cái đầu của nhân vật, nhìn khá là khó chịu. Đây, tại sao game không đổi cho lên cao cao một xíu nhờ, em thấy cái đầu của nhân vật không, vậy như là lực tu vi với lại cái mặt không thấy được. Game sẽ không có game sao không có dạng như là game không có chết lại mấy cái lỗi cơ bản gì nhờ, bởi vì cái số tu vi đó ngay cái đầu mặt họ nhìn khá là khó chịu, anh em hiểu không ạ? Ông này ông đang có một đồ mặt 4 à. Cấp 151, HP 274k, công 77.000 năm, tu vi 251k, cần. Ok, căng thẳng nha. Chiến lên cao thế. Đây là cấp 211. Ui, 211. HP 873k, cộng 24.000. Tính gan này yếu hơn nhiều. Thằng này mới đẳng cấp nữa nè anh em. Không, thằng này yếu hơn thằng kia. Thằng này đầu vàng. VIP 1, VIP 4. Thằng này đồ bọc máy mà nó nhìn ghê vậy. Đồ bọc 5. Ok, đồ bọc 5. Đồ bọc 5. Đồ này đồ bọc 6, bọc 5. Ok. Ok. Bán nhiều. Trang bị là bán nha các bạn, không có gộp nha. Chưa gì mà lên gần có mấy k rồi. Chào toàn thủ. Ok, chào toàn thủ. Tôi không phải toàn thủ đâu. Ok, ở đây có event. Event tặng cái là bê ưu đãi, ưu tặng
ưu đãi, lại nạp tiền, tàn bảo khố. Cái này nó cho vay miễn, cái này nó cho vay miễn phí nè anh em. Ồ, cái này là à, mấy cái món đồ mấy anh kia nó có được làm gì nó quay cái này nè. Mình nghĩ là cái nhẫn. Ồ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 món đồ căng nhờ. 12 món đồ luôn, căng khủng, căng 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 căng. Lực chiến lên khá là nhanh. Lực chiến lên khá là nhanh. Lực chiến của mình hiện tại là 51k. Các bạn có thấy là các bạn có thể thấy là trải nghiệm VIP luôn ạ. Quả lúa thì của mình đang ở VIP mấy rồi. Ok, để mình chép VIP các bạn. Hồi nãy nó kêu là có cái VIP gì ấy. Đây. Cái con tinh linh này nó chắc chắn là nó sẽ con tinh linh này nó không có thời gian hồi chiêu nha các bạn. Ấy nó không có thời gian vậy nó bệnh viện luôn á. Ồ được, ngầu nhờ. Thành tựu nặng nó đi. Ok. Đây. Các bạn mà dạng như là các bạn muốn chơi với cái tựa game như thế này á, các bạn không biết cách nào để mà tìm kiếm những cái danh mục á, thì một là chấm đỏ, bạn gặp chấm đỏ nào bạn ấn vào chấm đỏ đó. Hai là bạn nhìn ở phía góc dưới, nhìn lên có mấy cái đồ, có mấy cái vòng tròn này các bạn, thư nè đó, nhận số xong rồi các bạn ấn ở đây nè đó đó, thấy không, nó có nhiều cái để mà các bạn ấy lắm. Họ bảo nó chấm đỏ đây, tiên sủng đây, tiên sủng sủng bỏ tăng nhanh. Ok đó, rất là dễ nha các bạn. Đây là ảo hóa nè, tăng hạng nhanh. Ok đây đó, các bạn gặp chấm đỏ rồi ấn vô quầy online nè, nhận quầy cấp nè, nhận thưởng đao rồi, nhận đó, mở ra nhận nhận. Ui, tặng mình gì vậy, tặng mình mũ bọc be à. Quýnh vàng nữa, quýnh rớt vàng luôn kìa, vàng rơi cộng 4%, đánh có cái bạc cái sau đó là vàng ba, bán nhiều nè anh em đó, bán nhiều nè. Cái món nào mà không xài á, xếp lại nè, bán nhiều nè, đó. Có bán nhiều vậy xếp. Cường hóa, để mình test coi cường hóa nó là cái gì. Không phải cường hóa. Ok, chế tạo. Mình nghĩ là nếu nói chế tạo thì nó sẽ cần mấy món đồ cam. Mấy món đồ cam mới ghép lại món đồ đỏ. Nhân vật. Đây, thành tựu, tiếp tục nhận. Nó cứ chấm đỏ lẹ anh em bấm vô cho mình là được. Anh em cho em kiếm hiệp á, anh em chịu khó một điều là anh em nên nên ấn vào mấy cái chấm đỏ cho mình đó, cứ ấn vô bấm thôi, cứ bấm chấm đỏ thôi anh em. Ôi quần bậc 6 à. Ồ tính ra game này nhận đồ dễ mà. Nè. Nè anh em, quần bậc 6 nè, cấp 200 mấy mặt. Ồ phải không, gì bé ấn cái đi luôn à, rồi ấn cái bán luôn à, nó không có kêu là bạn muốn bán hay không nữa. Ồ game này anh em cần phải nhớ nha, anh em bán là bán thiệt đó nè. Mất mất game này, nếu mà nói là đít đẹp á, nếu nói là đít đẹp thì đít đẹp nhanh lắm nè đó, anh em thấy không, bán nó hơi bị lẹ luôn. Tính ra tôi vừa quay được cáo cái đó cam cho tôi bán mất luôn cái quần hai cấp 200 mà khó chịu ghê trời à, ông ơi đây. Thì cái game này nó có một cái khá là vui, khá là gọi là khá là hay là cái anh em thấy cái chỗ này không ạ, nè nó sẽ giấu, nó dạng nó sẽ giấu bớt đi, nó giấu bớt đi mấy cái hoạt động khỏi bị đau mắt.
Với lại chứ chứ tầng quả lam truyền kỳ người ta để một cái dòng chữ nó rất là khó chịu. Cái dòng chữ xanh này nè, nó chạy qua chạy lại đó. Nó che lực chiến về nó để những cái ô này nè, ô 7 ngày rồi nè. Là người ta để theo kiểu mà nó rất là dài, nó dài nửa nửa màn hình luôn. Dài lắm. Nó rất nhiều sự kiện nên nhìn khá gói mắt. Nên mình không chơi game ấy đâu. Nhìn gói mắt lắm anh em ơi. Game mình phải đầu tư gì mới thu hút được người coi. Ừ, mình đây là mình cũng nói thiệt, mình không có gọi là dìm hàng cái game nào nó như thế nào là mình cũng ngồi mà nó đúng thẳng luôn anh em. Nếu mình thích em phải tải về, không thì thôi có ai ép với mình hết đó. Ừ, đây cường hóa thì nó sẽ bạn bè nha các bạn, 20k nó sẽ cường hóa cho các bạn đó, nó sẽ tự động cường hóa luôn. Ok, cường hóa xong chắc nó sẽ ở lại các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi cái ghiền của nó nha. Chế tạo nè. Nếu như bạn muốn chế tạo cái đồ bọc ba màu cam. Ở đâu? Nếu mà bạn muốn chế tạo một cái món đồ. Ủa, chế tạo này, ủa chế tạo là cường hóa hả? Ồ, chế tạo là cường hóa vậy anh em. Game này tôi tưởng chế tạo là chế tạo em một đồ khác, nhưng nếu cường hóa thì thôi, không có gì phải bàn cãi nữa hết các anh em mà. Nếu bạn nó là cường hóa rồi thì thôi. Mình nghĩ là chế tạo, nghĩa là chế thêm chế mình tự tạo ra đồ anh em. Đó, nghĩa là như vậy. Đây là một combo của nó. Game này là mình sẽ không nhúc lên xuống được. Game này thì mình sẽ không thể nào mình vuốt lên vuốt xuống được. Đây ở đây là bồi rất đây nhạc nền ở góc nhìn anh em đó đẹp. Ok, xin bạn. Có thoát lát luôn các bạn. Có thoát lát luôn. Game này khá đầu tư trong cái chuyện mà game này khá đầu tư trong cái chuyện mà lắc khá là vui. Nhưng mà nghĩ với lại cái mức đồ họa như thế này á, không lắc được đâu. Đồ họa này cũng gọi là không quá mắc pin. Ừ, đây là 3D nhìn đồ họa nó cũng hơi bị lè lẹt. Thì nếu mà chấm điểm á, chấm điểm đồ họa này tầm 6 trên 10 thôi, mà nói thiệt đồ họa này nó còn 3D lắm, vậy như nó 2D8 anh em, 2D5 2D8 á, nó cũng chưa gọi là xuất sắc lắm, chấm nó 6 điểm. Còn nói về cái chuyện mà giảm lag hay là những cái phần mà dạng như là những cái chức năng event top hàng ngày đồ này để rất là đẹp, để rất là nhìn khá là dễ gọn. Ở đây có thể chuyển cái giao diện này gọi là giao diện bit nè, khá là dễ gọn, có chiều máy, có mid game, có chiều máy, có mid game. Ok, hình như cái độ này nó free vip nữa gì á, chơi game mà được lên vip hay sao á. Đây là phó bản trang bị nhìn giống như tân nhân hồ truyền kỳ dưới đây ơi. Con boss xuất hiện rồi, quay nhìn boss giống cùng vô cách quá hả, nhìn khác là con du cát đâu. Ok, y chang du cát luôn anh em ạ. Ôi đá này nghĩa là mình nghĩ nó là đá hồn để ghép vô vũ khí. Đá hồn nè, đúng rồi, này ghép trong mấy cái này nè các bạn, này là phù văn mà giống như phù văn vậy á, nhưng nó thuộc dạng phù văn ấy, phù văn cấp thấp, nó cộng lên á. Ok, mình nghĩ là mình review tới đây thôi các bạn ơi. Anh em mà muốn có thể tải em gì cho thử nha. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ mình xin phép nghỉ và mình sẽ gọi là tìm thêm một game khác, nhiều game khác đó mình review cho các bạn. Anh em nào muốn chơi thì các bạn có thể tải gì chơi. Ok, không có gì hết. Ok.
năm sau. Họ đáp hàng ngày, họ áo đằng ngày. Mệt quá. Ok. Mấy ba mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Nãy giờ mình chơi mới có chút xíu à, mới có tầm nửa tiếng à. Mẹ nó lên cấp 6 mấy luôn rồi. Cấp quá nhanh. Mình nghĩ là cấp cao nó có chuyển sinh nữa đó anh em. Chuyển sinh xuống lại là cấp thấp bớt. Cấp cao á, 68 rồi. Mới là cấp 68 rồi là mình nghĩ nó có nó sẽ có chuyển sinh. Ok. Đây là thoát ra đi, thoát đi, thoát đi, thoát đi. Ok, game này nó game này có một cái điểm nhược, một cái điểm tốt này bạn thấy được cái map, bạn biết bạn đang ở đâu, chứ không như game như là diện kỳ mỗi lần tìm cái hang boss tìm loại máu mắt đây 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 đó, cái con boss nó mới chạy tới lần đây, còn đây là bạn ấn ở trong mini map nó sẽ hiện ngay luôn. Cái map rất là bé, rất tiện, nếu mà để to quá thì nó sẽ che rất là nhiều thứ. Game họ suy nghĩ rất là kỹ khi họ để cái map nhỏ xíu này, nhưng mà có một phần sai, đó là phần tu vi này nó hiện quá thấp. Mình nghĩ nó hiện cao cao một xíu nó là đẹp, hoặc là nó hiện ở chỗ nào á, hay hiện dưới chân á, hiện ngay cái đầu luôn, nhìn khá là ấy. Họ có thể giảm nhỏ cái hình này lại, có thể giảm nhỏ cái hình này lại, hình này nó to quá. Ô, khi mà mình không làm gì hết á, nó sẽ tự được làm nhiệm vụ luôn. Ô, giống quá làm truyền kỳ, ơi bỏ làm mày dám tăng nhân hồi truyền kỳ quá. Thôi ba mọi người nha, mình đi ngủ á, giờ này cũng 4 giờ rưỡi rồi anh em, đuối quá đuối rồi.